Vâng, xin chào tất cả anh chị ạ. Vâng ạ, và hôm nay em gái sẽ dành riêng một cái video này để giới thiệu và cũng như là hướng dẫn anh chị ạ cách khắc phục các lỗi về chơi đồ gỗ các bác nhá. Theo thời gian thì là từ cái khâu vận chuyển này đó, và thời gian gần đây thì rất là nhiều anh chị hỏi em là cái cách khắc phục làm sao đơn giản tại nhà, hiệu quả nhất tại nhà với những lỗi như là các bác chơi lâu năm này, hay là do khâu vận chuyển nó bị gãy, hay là có những chút rất là lỗi nhẹ. Thì hôm nay em gái sẽ giới thiệu hướng dẫn cho anh chị cách khắc phục rất là đơn giản với những vận dụng rất là đơn giản để chúng ta có thể là khắc phục tại nhà cho em gái nhá. Với những thứ rất là đơn giản hôm nay ạ. Đây ạ, hôm nay em gái đã chuẩn bị sẵn một những cái thiết bị để cho các bác có thể là để tìm nữa nhá, tìm mua rất là đơn giản thôi. Các hiệu tạp hóa này. Vâng, một lọ sơn. Chị ở đây là một lọ sơn, và các bác có thể thấy là sơn có thể sơn hãng, em dùng hãng Toto này để có thể như là xịt bóng lại chị nhá. Và một lọ keo 502 chị em gái ạ. Và một tờ giấy nhám khoảng 320 chị nhá, khoảng 320 để chúng ta có thể đặt nát sẽ cọ này. Và một chút mùn cưa. Chị em vận dụng rất là đơn giản thôi, một chút mùn cưa để cho chị có thể là gắn lại này. Và thì đây ạ, thời hôm nay và thời gian đây thì các bác có thể là thấy ạ, em có một chiếc khay trà đây. À, nó bị gãy như này à, và ví dụ như các bác nhá, là trong khâu vận chuyển nó bị gãy ra thì các bác có thể là những cái mạch này vẫn còn nguyên mới này, thì anh chị tìm cho em những cái mạch này nó cũng như thì các bác có thể là tìm lại này đó, và gắn cho em làm sao cho nó khít lại với cả nhau như này chị nhá. Đó, khít lại với nhau như thế này rồi, và chúng ta sẽ dùng một tờ giấy nhám như này, và các bác cọ cho em, cọ sạch những cái vết cũ đi để lên cái mùn nhá, để tạo lên cái mạch khít nhất đó. Đây ạ, em sẽ hướng dẫn rất là chi tiết cho anh chị này. Đó, anh chị nhá. Và chúng ta sẽ gắn lại đâu là cái khe này của em thì nó bị gãy như này. Đó, chị ơi tìm lại cái mạch cho em như này nhá. Rồi, mạch nó khít vào nhau. Khi nó khít vào nhau như này rồi thì là mình sẽ gắn nó vào. Giúp hộ chị với em ơi. Gắn hộ chị cái lọ keo vào đây cái. Đây, gắn hộ chị cái lọ keo này vào đây như này. Đấy, mình có thể nhờ này. Một chút một thôi để cho nó khô lại chị nhá. Đó thôi rồi, ok này. Đó, các bác ấn chặt vào cho em, giữ cho em khoảng vài giây nhá, để cho keo khô này. Thì như đó, em giữ chặt lại thì cái vết keo của nó sẽ không bị hở mạch ra, và lúc đó nó sẽ được cố định được lâu hơn. Anh em khoảng 5 đến 10 giây cho em nữa. Đó, và chị thấy ạ, nó đã rất là chắc chắn trở lại rồi. Với những cái mạch nó bị hở ra như này do vết xước ấy, thì chúng ta có thể là dùng một chút mùn cưa như này, và các bác có thể nhám lại cho em. Đó, lau xịt khô thì nhá, và chúng ta sẽ tiếp tục dở keo vào, tiếp tục dở keo vào cho cái mạch này nó đầy lại chị nhá. Và chị đã thổi sạch, nhớ thổi sạch vùng quanh nhá, để tránh được những cái vết xước này. Đó, chị nhá, đó, chúng ta đã có một cái mạch nó khít lại với cả nhau rất là chắc chắn đúng không ạ, rất là chắc chắn chị nhá. Đó, và chúng ta những cái mạch này như này thì các bác có thể là dùng tờ giấy nhám này. Đây ạ, đánh lại cho nhá, 320 đúng không ạ, đánh lại những cái vệt keo để cho nó mất cái vệt keo chị nhá. Đây chị nhá, em quay gần lại để cho các bác có thể thấy được là cái vệt keo này nó đang được đánh xử lý này. Đây, các bác có thể đánh từng phần một chút nhá. Đó, đây ok chị nhá, rất là tạm thời như này rồi này. Đó, rất là chắc chắn rồi nhá. Đó, rất là chắc rồi. Với những cái phần nó bị gãy mà bị mất đi rồi nhá, chúng ta không tìm lại được. Với những cái đầu như này thì các bác có thể đánh giấy nhám cho nó nhẵn lại, và lát chúng ta sẽ xịt keo bóng vào xem nhá. Đây ạ, những cái nhiều bác và là với cái phần xước như này thì chúng ta có thể bỏ qua đi. Đó, và lấy cái tờ giấy nhám này đánh nhẵn lại cho em gái nhá. Đánh nhẵn lại. Đánh nhẵn lại này. Đó, và đây. Đánh nhẵn lại các đầu này nhá, để tạo lên như là một cái mạch mới, nó không bị gãy nhá. Đấy là nếu như mà các bác chơi một thời gian nó bị gãy ạ. Nó bị gãy, nó bị mất rồi chị nhá, thì chúng ta sẽ đánh nhám lại cho nó nhẵn lại, và lát chúng ta sẽ xịt phần keo này lên. Ok chị ơi, đã rất là chắc chắn rồi nè. Và tiếp đó thì chúng ta sẽ tìm một cái mạch đây, như cái chỗ này của em thì nó lại vào đoạn này. Nó hai cái mạch chị ơi, đây các bác nhìn nhá, hai cái mạch này nó sẽ gắn vào hai cái mạch này. Các bạn thấy khít chưa? Đây, cái phần này đúng vào mạch luôn rồi chị nhá. Khi đúng vào mạch như này rồi thì chúng ta sẽ dùng phần nhám này để trà cái phần keo này đi, và cái chỗ này em đã bị gãy rồi. Và tiếp tục bị gãy ra nữa thì chúng ta sẽ trà sạch cái phần keo này đi để cho nó bắt keo được kỹ hơn đi nhá. Đó, đúng ạ, đây. Ok chị nhá. Đây, cả cái phần đầu này chứ, cả cái phần đầu này chúng ta cũng đánh keo qua này.
để cho nó có độ, tạo cái độ ma sát. Đây các bác nhá, đây ạ, nó có thêm cái mạch đầu này nữa này. Đó. Đây, anh chị sẽ gắn vào mạch này cho em như này, dùng một chút mùn để cho nó độ bắt chị nhá, nó sẽ giữ chắc chắn hơn. Đây ạ, đã đúng mạch rồi nhá. Đây các bác nhìn này, nếu các bác phải di lần sau các bác phải ấn vào đúng cái mạch của nó để nó không bị lộ cái đường này ra. Và chúng ta hắn dọ keo chị nhá. Đó, chúng ta dọ keo này, dọ keo đúng vào cái mạch đúng không, để cho nó giữ cố định. Và còn đoạn nào lát nó hở ra thì chúng ta sẽ dùng một chút mùn vào. Đấy. Giữ chị nhá, giữ trong vòng vài giây để cho nó keo nó khô, cho keo khô và lúc đó thì nó sẽ chắc chắn hơn. Đúng mạch chị nhá, đúng mạch của nó này. Ok chị ơi, đấy ạ, chúng ta thấy các bác đã thấy nó đã chắc lại với nhau chưa ạ? Và như cái đoạn mạch này thì các bạn vừa thấy đoạn hở như này các nhá, thì có thể là dùng một chút mùn vào đây. Và tiếp tục chúng ta đợi một lát cho nó keo khô và chúng ta lại tiếp tục dùng giấy nhám này nhá. À, chị ơi, đấy, các bác có thấy chắc chắn thì các bác cứ cho thử một tiếp mùn vào đây. Chúng ta lát chúng ta sẽ đánh qua một vòng này. Chúng ta đánh cái keo nhá, thổi sạch đi lại, no và thổi sạch đi. Đó. Chúng ta đã cảnh rất là chắc chắn rồi các bạn này. Thấy cái độ chắc chắn này. Vâng ạ. Và còn những cái phần nữa thì các bác cứ tiếp tục làm cho em thấy em nhá. Vâng ạ, và vừa rồi thì ta và tiếp một công đoạn cuối cùng chị ơi, đó chúng ta sẽ dùng một chai xịt bóng này nhá, để xịt để lối lại những cái mối nối như thế này để cho nó không lội cái đường keo chị nhá. Đó, đây chị ơi, đây ạ, các bác có thể là lắc lên và xịt lại những cái phần này. Đấy. Đó. Đợi cho cái sơn nó khô lại thì chúng ta sẽ có một tác phẩm như mới chị ạ. Vâng ạ. Và vừa rồi thì em gái cũng đã giới thiệu cách hướng dẫn để hướng dẫn cho anh chị một cách khắc phục tại nhà rất là đơn giản đúng không ạ? Thì là với những vật dụng rất là đơn giản này các bác rất là dễ để mua ở các quán tạp hóa nhá. Đó. Và em gái cũng xin phép kết thúc video ở đây ạ. Anh chị vẫn còn bất kỳ khúc mắc gì hay là còn vấn đề gì cần giải quyết thì cứ liên hệ trực tiếp cho em gái nhá. Để em gái sẽ tiếp tục làm những cái video hướng dẫn anh chị những cách khắc phục này ạ. Và xin cảm ơn tất cả chị đã theo dõi hết video này ngày hôm nay ạ. Cảm ơn anh chị ạ và chúc anh chị có một buổi tối vui vẻ nhé. Xin chào và gặp lại ạ.